Anh nhỉ, em nhận lại đầu rồi. Thế mà thứ nhất là gì? Thứ nhất là đầu của em này, anh tháo đồ của em ra nhé. Đây, tháo đầu của em ra này. Đây nhé, và bên trong cái đầu nó long còng cọc này nhé. Nhé, cầm cái điện thoại. Em đồng ý cho các bác tháo đồ của em ra này là không được rồi. Cơ về sập cơ rồi. Sập cơ đây. Sập cái cơ xuống rồi. Dạ, ốc, cái ốc nào tháo rồi, nó còn long bên trong rồi. Đây. Đấy.